Bước qua cánh cửa gỗ dường như đã bạc màu theo thời gian này, mỗi vị khách như lạc vào một thế giới rực rỡ sắc màu của những tấm vải thổ cẩm với những đường nét hoa văn đa dạng. Mỗi sản phẩm tại Heart là một tác phẩm công phu được dệt nên từ bàn tay tài hoa của bà con dân tộc thiểu số ở nhiều nơi, mang theo hơi thở văn hóa của từng vùng. Hiện tại đến giờ mình làm với 8 cụm đồng bào dân tộc. Thì khi mà làm việc thì mình sẽ là cái người cung cấp cái thông tin thị trường. Thí dụ như là cái nào mình nghĩ là khách hàng của mình sẽ ưa chuộng, là mình có thể là mình làm việc với họ từ cái ý tưởng đó. Ví dụ như là đối với cái vải thì sẽ phải dệt nó như thế nào, thì họ sẽ làm nó đúng hơn, đáp ứng đúng cái nhu cầu của thị trường hơn. Điều khiến tôi ngạc nhiên là những cộng đồng thiểu số này có thể dệt ra những cuộn vải với chất lượng vượt trội hơn bất kỳ thứ gì tôi từng thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Khi người nước ngoài đến Việt Nam, điều họ tìm kiếm không chỉ là một món quà lưu niệm, mà là những câu chuyện, lịch sử và cả ý nghĩa ẩn sau từng sản phẩm mà họ chiêm ngưỡng. Không đơn thuần chỉ là những bộ quần áo hay những món đồ trang trí, đằng sau mỗi sản phẩm tại Heart là một câu chuyện văn hóa sống động. Tại đây, du khách có cơ hội khám phá sâu sắc hơn về những nét đặc trưng độc đáo của các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền. Tôi yêu văn hóa Việt Nam và cách mà mỗi cộng đồng nơi đây thể hiện bản sắc qua nghệ thuật. Tôi ấn tượng với cách cuộc sống và câu chuyện của từng con người được phản ánh một cách sống động qua từng tác phẩm mà họ tạo ra. Bắt đầu từ niềm đam mê với nghề thủ công Việt Nam, Heart không chỉ là nơi lưu giữ và phát triển những tác phẩm nghệ thuật thấm đượm di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam, mà còn hồi sinh những vật phẩm cũ, trao cho chúng một cuộc sống mới. Ví dụ như là những cái thuyền gỗ mà bắt cá thì mình dùng làm những cái tượng gỗ. Mình cũng có dùng những cái mây đan lát để mà làm nên những cái sản phẩm home decor. Hầu hết mỗi cái sản phẩm tụi mình làm ra nó đều gần như là độc bản. Có nghĩa là trái tim thì mình nghĩ rằng là đến bây giờ thì tất cả những gì mình làm thì mình đều muốn làm xuất phát từ cái trái tim của mình.